Chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học lập trình Node.js. Thì bài hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta làm việc với thằng database rồi. Thì hôm nay còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không cùng nhau tìm hiểu xây dựng chức năng đăng ký đăng nhập vào trong cái hệ thống của chúng ta. Rồi thì mình bỏ lại source code bài hôm bữa. Cái source code này là source code mới nha các bạn. Rồi mình sử dụng cho bài trước và bài hôm nay. Thì do những cái source code trước á, là cái mình tìm hiểu cho nên mình khai báo rất là lộn xộn nên nó không được đẹp, cho nên mình đã tạo lại. Thì và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta xây dựng chức năng đăng ký đăng nhập cũng như là đăng xuất khỏi cái hệ thống. Thì đầu tiên chúng ta cần phải cài những cái thư viện. Thì chúng ta sử dụng cái bscript. Bscript này dùng để mã hóa cái mật khẩu các bạn, và một cái là express session. Rồi. Rồi thì để mà xây dựng chức năng đăng ký đăng nhập thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái một bạn user. Thì chúng ta mở query lên, chúng ta chạy chạy lệnh thôi. Đây ở đây thì mình dùng một bản cơ bản thôi, dùng có một cột ID, một cột name, password và một cột email. Rồi mình run lên, refresh lại. Đây chúng ta đã có cái bạn user rồi. Rồi quay trở lại cái thằng server đây, thì mình cần phải khai báo cái thằng session vào đây. Thì mình tạo một cái session script ở trong cái file env này. Thì đây là mình để giá trị dùng cho các bạn. Thì thường á thì mình trong này sẽ là một cái chuỗi bất kỳ đó, nhưng mà thôi mình để cho nó dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta tạo một file route có tên là out route. Thì đây là nơi chứa những cái route ấy thôi. Rồi rồi thì trong này mình sẽ khai báo những cái route. Đây mình có khai báo một số cái, ví dụ như là đây mình tạo những cái controller, một số controller ví dụ như là login, register và một cái là middleware nha. Mình đã khai báo sẵn đây rồi. Thì đầu tiên mình sẽ có những cái hàm, ví dụ như là những cái router login nè. Được chưa? Phần này để hiện cái form ra, rồi cái này là để xử lý nè, rồi đăng ký nè, rồi xử lý đăng ký và cuối cùng là đăng xuất. Đấy. Và mình có những cái middleware những cái cơ bản hơn, không có gì cả. Rồi mình qua lại cái thằng server này và mình sẽ require nó vào đây. Rồi mình truyền cái thằng app vào. Đấy, như vậy nó mới nhận nghe. Rồi mình cũng tạo một cái route này làm chi? Một cái web.route đi. Thì cái này á, để mà khi mà đăng nhập á thành công thì mình mới cho nó vào đây, còn không thì mình sẽ không cho nó vào đây, được chưa? Nghĩa là khi mà đăng nhập á, thì mình mới được vào đây, còn không thì không, nó sẽ đá về lại cái trang login. Đây chỗ đây thì nó cơ bản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái model user này, mình cứ copy lại thôi cho nó nhanh các bạn. Thì ở trên đây phần khai báo nó cũng giống giống vậy, như nhau à. Đấy, user rồi function user thì mình chỉ sử dụng name, password và cái email thôi. Đấy rồi tương tự như cái thằng bên kia mình cũng có một số cái hàm mà ít thôi, ở đây mình không có khai báo nhiều như bên thằng todo này. Đấy, export user ra. Đấy. Ở đây mình có một hàm tạo và một hàm tìm dành cho cái phần login thôi các bạn. Đây nè, đầu tiên insert. Trước khi chỗ này á thì mình sẽ mã hóa cái mật khẩu trước khi mà mình lưu vào nghe. Rồi mình cứ lấy ra rồi mình mới kiểm tra thông qua cái thằng bscript ạ. Rồi tiếp theo mình qua cái thằng controller.
đây, controller đây. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái file đây, mình chia ra nó nhiều controller để mình xử lý cho nó gọn nè. Thì trong thằng controller này mình sẽ khai báo thằng user ra và khai báo thằng bscript này để mà mình mã hóa đó. Rồi, trong đây có một thằng một cái biến này mình khai báo này nha. Rồi, trong đây các bạn thích khai báo cái gì các bạn khai báo. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra cái hàm tạo này, thì nó chỉ render cái view là register ra thôi. Trong cái xử lý này, đăng ký này, thì mình sẽ có nó sẽ truyền lên này email, password và name. Thì trong này mình sẽ kiểm tra là nó tồn tại hay chưa. Mình sẽ kiểm tra bằng email coi nó tồn tại hay chưa đó. Nếu mà nó tồn tại rồi thì mình sẽ trả lại về message này. Còn mình nó không tồn tại á thì mình sẽ mã hóa cái mật khẩu đi, thấy không? Mã hóa cái mật khẩu này đi, rồi mình sẽ lưu lại này, tạo thằng user này, và mình gọi tới hàm tạo với thằng model. Rồi sau đó thì mình sẽ chuyển hướng về cái trang login này, là chính là những cái row bên đây mình khai báo rồi các bạn. Khai báo cái thằng login controller nha. Rồi login controller thì nó cũng gần như cái thằng đăng ký vậy các bạn. Thì đầu tiên mình cũng có một cái show cái form ra, được chưa? Xong login thì ở chỗ đây, cái hàm login của nó thì mình truyền email, password là nó ở trong cái form này mình truyền lên nè. Ở đây mình cũng tìm thằng user, nếu mà không có thằng user này, email này á, nghĩa là nó bị sai. Cái email bị sai cho nên mình trả ngược lại về cái trang login luôn. Đáng lẽ cho em mình trả theo message mà mình lừa quá. Nếu mà nó có cái thằng user này á thì mình sẽ kiểm tra cái mật khẩu mình so sánh á, mình sẽ lấy cái mật khẩu trong cái thằng user này mình so sánh với mật khẩu mình gửi lên nè, thông qua cái hàm compare của cái thằng bscript nghe. Chứ mình so sánh bình thường không được đâu, tại vì cái mật khẩu đã bị mã hóa rồi. Đấy, và cuối cùng là hàm logout thì mình xóa cái session đi thôi, mình sẽ kiểm tra nó trong cái session này. Mình quay lại cái thằng round nghe, để mình gọi mấy cái đây, khai báo nó vào đây nè. Okay, thôi để mình trong này mình tạo một cái folder là out, mình nhét mấy cái thằng này vào vô ra cho nó gọn nghe. Đấy, nhét nó vào đây cái folder out này, tại vì cái phần này đó là một cái mảng riêng về cái outend, cho nên mình để trong cái folder cho nó gọn thôi chứ không có gì cả. Rồi quay trở lại cái round. Thì bên trong cái thằng app này nè, mình sẽ tạo một cái folder middleware nha. Mình sẽ tạo một cái folder middleware trong này. Rồi, trong đây mình sẽ tạo một cái file out. Rồi, thì cái này là cái để chúng ta kiểm tra là nó đã đăng nhập hay chưa đó, chứ không có cái gì cao siêu cả. Ở đây mình sẽ kiểm tra thông qua thằng session. Nó sẽ truyền qua thằng request nè, response next nè. Thì mình kiểm tra nó đã đăng nhập hay chưa, nếu mà rồi thì mình sẽ cho tiếp theo, và không thì mình sẽ trả lại về trang login. Đấy, tương tự hai cái này nó có hai chức năng khác nhau. Một cái chỗ đây á là để người ta không vô được cái trang home nè, còn cái dưới này á là để nó không vô được cái trang login nữa các bạn. Nếu mà nó vào trang login thì mình sẽ đẩy sang cái trang home, nghĩa là login rồi. Còn mà chưa thì mình cứ cho đi tiếp, nghĩa là nó sẽ đi vào cái trang login á, cho người ta login nữa các bạn. Chưa? Rồi thì giờ mình sẽ tạo các cái view này. Thì đầu tiên mình sẽ vào tạo cái trang home này. Trang home thì thật ra không có cái gì cả, chỉ là để đăng nhập thôi nè. Nó render cái home thì mình sẽ tạo cái home đó ở ngay cái mục view này luôn. Home.ags. Thì cái thằng home thằng này thật ra nó không có gì cả. Đó, mình paste nó vào như vậy. Đấy. Hello username, cái user này chính là cái mình đã bỏ trong cái middleware này các bạn. Đây nè, mình đã gán thằng user vào thằng local này, user này, chuyển user này, và mình chấm tới name là cái mình đã là cái thằng model đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tục với những cái view khác nha. Rồi thì mình coi trong cái controller này, thì mình render đó, là mình render cái trong cái thằng out.
out này, thì mình sẽ, đây mình sẽ tạo một cái folder. Đấy, trong đây mình sẽ tạo những cái file login này .acs. Đấy, và một cái nữa là register. Thì trong cái thằng login này đây nó không có gì cả. Mình sẽ có một cái form, và đây nó hiện ra là cái form này, action method report này, action là login này. Rồi mình gửi lên theo cái username password này bạn. Các bạn để nghe cái name email password chứ. Đây email password. Rồi, tương tự hàm đăng ký cũng vậy luôn. Đấy, thì các bạn thấy rối rối này, các bạn có thể tạo ra cái file CSS á, các bạn để trong cái folder public đó các bạn. Các bạn set thêm một cái static file á. Thì để bài sau đi, bài sau mình sẽ làm thêm về những chức năng, ví dụ như là quên mật khẩu, gửi mail á, thì đó mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn thấy đỡ phải mò cho mất công. Tới đây mình phần khai báo mình đã xong rồi này, bây giờ mình sẽ khởi động nó thử nghe, tại vì mình đang chạy thằng Nutmon cho nên nó vậy thôi. Ok, cho mình xíu nó bị lỗi gì đây. Cái chỗ đấy mình chưa khai báo thằng middleware ra các bạn. Rồi, đã chạy công rồi, bây giờ mình sẽ chạy cái trang web mình lên nha. Các bạn vào trang search login này. Rồi, thì nó có một cái form, và tương tự ở bên thằng register nó có một cái form. Rồi bây giờ mình coi cái data mình hiện tại đang rỗng này, thấy không? Bảng của mình đang rỗng này. Các bạn ở trên cái git đó mình cũng có để cái thằng này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ được thử đăng ký một cái nha. Rồi submit, khi mà thành công á thì đẩy sang trang login này. Rồi mình reload lại nè. Đây mình để đăng ký thành công rồi các bạn. Thì cái mật khẩu đây các bạn thấy không? Thì khi hồi nãy mình nhập á, mình nhập chỉ là 1 tới 6 thôi, nhưng mà khi vào đây này nó băm ra thông qua cái thằng bstream các bạn. Cho nên đó mình sẽ không thể nào mà kiểm tra trực tiếp được, mình phải thông qua cái hàm compare của cái thằng bstream đó, nó sẽ so sánh cho chúng ta. Rồi bây giờ mình đăng nhập lại nè. Rồi. Cannot get home. Thì cái này là đăng nhập thành công rồi, nó đẩy qua trang home này mà. Mình coi lại cái chỗ cái này thử, tại vì mình mình chưa khai báo nó phía bên đây các bạn. Ở đây mình cũng phải require cái thằng thằng web, rao nó vào. Mình cũng truyền cái thằng app qua nghe. Đã thành công rồi nè. Giờ chỗ đây đi, mình vào cái thằng log out nghe. Mình làm thủ công thôi. Tại vì á cái hàm log out đây chủ yếu á là nó sẽ xóa cái session của mình đi các bạn. Tại vì trong cái thằng middleware này mình đang kiểm tra bằng cái session, được chưa? Cho nên á khi cái hàm log out của mình xây dựng đây nè, thì mình đơn giản là mình xóa thằng session nó đi thôi. Thì nó xóa xong nó đẩy về là cái trang mặc định này. Rồi thì bài hôm nay tới đây là kết thúc rồi, thì ở bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng tiếp những cái chức năng, ví dụ như là verify email với chẳng hạn, khi mà chúng ta đăng ký á, thì nó sẽ gửi một cái email tới chúng ta để xác thực á, rồi như là đặt quên mật khẩu rồi là reset password gì đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.